Và tiếp theo sau đây, mời quý vị cùng Diễm Liên bước vào những phần tin có liên quan đến Việt Nam và cộng đồng chúng ta. Kính thưa quý vị, Việt Nam hiện nay tăng cường lực lượng dân quân hàng hải ở trên biển Đông. Kính thưa quý vị, Việt Nam gần đây đã bắt đầu tăng cường lực lượng dân quân trên biển của họ. Vào cuối tháng 1 thì Việt Nam đã tổ chức lễ thượng cờ cho một đơn vị dân quân gồm có 5 chiếc thuyền vỏ thép tại Vũng Tàu. Các nhà nghiên cứu Trung Cộng cáo buộc rằng những chiếc tàu này được trang bị súng máy hạng nặng. Hành động của Việt Nam được xem là một phản ứng nhằm để chống lại nỗ lực xác lập quyền kiểm soát bất hợp pháp trên Biển Đông của Trung Cộng. Dù rằng Việt Nam cố gắng tăng cường lực lượng dân quân trên biển, nhưng lực lượng dân quân của Trung Cộng vẫn lớn ác về số lượng, cũng như là về các hệ thống trang thiết bị tối tân. Các nhà phân tích Trung Cộng cho rằng, việc mà Việt Nam trang bị vũ khí cho lực lượng dân quân biển có thể gây ra căng thẳng và đe dọa an ninh khu vực. Việt Nam khẳng định lực lượng dân quân của họ hoạt động hoàn toàn vì mục đích phòng vệ và phù hợp với luật pháp quốc tế. Không có dự kiện chính thức về quy mô của lực lượng dân quân biển Việt Nam. Tuy nhiên, theo ước tính của Viện Nghiên cứu Quốc gia về Biển Đông của Trung Cộng, thì lực lượng này có khoảng từ 46.000 đến 70.000 người vào năm 2021. Theo thông tin từ sách trắng quốc phòng năm 2010 thì Trung Cộng tuyên bố rằng họ có 8 triệu thành viên dân quân trên toàn quốc, bao gồm cả lực lượng dân quân hàng hải. Các nhà phân tích cho rằng những hoạt động táo bạo của Trung Cộng tại biển Đông, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với gần 90% vùng biển này đã khiến cho Việt Nam phải gấp rút để mở rộng lực lượng dân quân và từ về biển của họ và thủ tướng của Việt Nam hứa sẽ thay đổi cơ chế và mong các công ty ngoại quốc giúp đỡ để phục hồi nền kinh tế tin từ Việt Nam tờ báo Vietnamnet ngày 21 tháng 2 năm 2022 loan tin tại diễn đàn công ty Việt Nam thường niên ông Phạm Minh Chính là thủ tướng của Việt Nam tuyên bố trước Ngân hàng Thế giới Tổ chức Tài chính Quốc tế cùng với nhiều công ty ngoại quốc là nhà cầm quyền sẽ tập trung sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, các vấn đề thực tiễn mới phát sinh, điều chỉnh để tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội. Ông chính mong muốn các công ty, các hiệp hội vẫn tiếp tục đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ cho Việt Nam trong quá trình phục hồi, phát triển kinh tế trên tinh thần đồng cam cộng khổ. Lợi ích thì phải hài hòa, còn rủi ro thì cùng nhau chia sẻ với nhà cầm quyền. Ông chính sẽ giao cho các cơ quan thuộc cấp giải quyết những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ các rào cản về thể chế, quy định pháp luật để hỗ trợ tốt hơn cho các công ty và tổ chức quốc tế nhằm phát triển và phục hồi chuỗi sản xuất. Ngoài ra, ông chính còn cho rằng sau nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt, Việt Nam còn rất nhiều khó khăn, thách thức cho nên ông kêu gọi phải bảo đảm công bằng, công lý trong quá trình chuyển đổi xanh và nhà cầm quyền mong muốn sự tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế về hoàn thiện thể chế, đa dạng hóa nguồn gốc, công nghệ xanh, sạch, quản trị và nguồn nhân lực. Nhà cầm quyền cũng sẽ đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy, giảm phiền hà cho người dân và các công ty. Và kính thưa quý vị, bất chấp dịch vào năm 2021, các dự án BOT vẫn thu về hơn được 11.000 tỷ đồng, vẫn tin từ Việt Nam. Tờ báo Vietnamnet ngày 21 tháng 2 năm 2022 loan tin, Tổng cơ quan đường bộ cho biết, bất chấp dịch bệnh hoành hành trong năm 2021, doanh thu của các dự án BOT vẫn đạt được hơn 11.000 tỷ đồng. Theo Tổng cơ quan đường bộ, hiện tại thì trên toàn Việt Nam có 62 dự án BOT do Bộ Giao thông Vận tải cai quản. Trong đó, có 8 dự án đang tạm dừng thu tiền, 54 dự án BOT đang hoạt động. Để bảo đảm tính công khai, minh bạch, Tổng cơ quan đường bộ sẽ tăng cường theo dõi, giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc là đột xuất đối với việc thu tiền, hạch toán và báo cáo của các BOT. Đồng thời, cơ quan này sẽ kịp thời phát hiện ra các tiêu cực để giải quyết nghiêm các vi phạm. Và ngoài ra, Tổng cơ quan đường bộ sẽ tăng cường áp dụng kỹ thuật để kiểm soát việc thu tiền của các nhà đầu tư BOT. Xây dựng phần mềm giám sát doanh thu độc lập, kết nối dữ liệu với các trạm thu tiền để chống bị thất thoát doanh thu. Được biết, từ khi các dự án BOT xuất hiện trên khắp Việt Nam, thì chi phí vận tải tăng mạnh. Nhiều BOT có sự chống lưng của nhà cầm quyền nên đặt sai vị trí so với nơi dự án thực hiện thậm chí là đã hết thời gian thu tiền nhưng vẫn tiếp tục thu của các tài xế. Và chính vì vậy, đã có một số người dân bị nhà cầm quyền bỏ tù vì đã dám đứng lên để phản đối các dự án BOT này. Và hai người Á châu bị cướp giữa ban ngày ở Oakland, California. Kính thưa quý vị, chính quyền sở tại cho biết một cặp người Á châu tại Oakland, California đã bị tấn công và cướp tài sản bằng súng giữa lúc ban ngày bên ngoài một cơ sở kinh doanh tại khu phố Lido Sài Gòn. Nguồn tin từ Fox News cho biết vụ tấn công táo bạo này diễn ra gần đường Night Avenue và International Boulevard vào khoảng vào lúc 1 giờ 30 phút chiều. Bà John Lim là phóng viên của đài KGO TV là người đầu tiên đưa tin về sự việc này. Bà Lim cho hay vào thời điểm xảy ra vụ cướp, hai nạn nhân đang ngồi trên chiếc ghế dài ở bên ngoài một cửa hàng thì có hai người đàn ông tiến đến gần họ video từ camera giám sát ghi lại được giọng nói của hai nghi can yêu cầu hai người giao bóp và giỏ sách cho họ nam nạn nhân đã bị đẩy xuống đất trước khi hai nghi can chạy lên xe hơi đã chuẩn bị trước và bỏ trốn với những món đồ đã cướp được chủ tiệm nơi xảy ra sự việc cũng là người gốc á đã chia sẻ đoạn video giám sát với bà liêm người này nói rằng các doanh nghiệp do người Á Châu làm chủ tại Little Sài Gòn và tại khu phố người Hoa ở Auckland cũng phải đóng cửa sớm hơn vì lo sợ những cuộc tấn công như thế này. Tội ác kỳ thị đối với người gốc Á đã tăng vọt trên khắp đất nước kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu năm 2020. Kính thưa quý vị, bà Jane Saki là phát ngôn viên tòa bạch ốc cho biết. Tổng thống Joe Biden đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm và chỉ định một nhân viên cao cấp làm đại diện để giúp giải quyết những mối lo ngại và sợ hãi của cộng đồng người Mỹ gốc Á. Và được biết rằng tội phạm kỳ thị người châu Á tăng 567% tại San Francisco vào wow. Giới chức tại San Francisco trong tuần này cho biết, tội phạm kỳ thị người dân châu Á tại San Francisco đã gia tăng 567% vào năm 2021. Trong một cuộc họp báo với cộng đồng người Mỹ gốc Á và người dân ở các đảo Thái Bình Dương AAPI, cảnh sát trưởng đó là ông Bill Scott nhận xét rằng tình trạng này là vô cùng đáng báo động. Sở cảnh sát tại San Francisco đã ghi nhận 8 trường hợp đã phạm tội kỳ thị chống lại người châu Á vào năm 2019, 9 trường hợp vào năm 2020 và đến 60 trường hợp vào năm 2021. Trước đó vào hôm thứ Ba, thì Liên minh Công lý của người Mỹ gốc Á đã thông báo về việc đệ đơn kiện liên bang chống lại văn phòng biện lý quận San Francisco cũng như là văn phòng thành phố và quận San Francisco về vấn đề có liên quan đến tội phạm kỳ thị trong nỗ lực bảo vệ cộng đồng AAPI. Nguyên đơn đã là ông Anh Lê, năm nay 69 tuổi, là một người Mỹ gốc Việt. Ông là nạn nhân sống sót sau khi bị hành hung vào tháng 11 năm 2019 tại khu phố Tàu của San Francisco. Mặc dù người tấn công ông đã bị buộc tội đe dọa khủng bố và lạm dụng người cao niên. Ông Lê nói rằng văn phòng biện lý của quận San Francisco đã không thực thi được công lý. Vẫn theo lời của ông Lê, một người đàn ông đã đe dọa giết và tấn công ông bằng chai thủy tinh. Ông cho biết văn phòng biện lý quận San Francisco dưới sự lãnh đạo của biện lý Chelsea Boudin đã xử phạt người hành hung ông với tội danh rất nhẹ và nghi can chỉ phải chịu một năm quản chế. Quyết định này đã khiến cho ông Lê cảm thấy cá nhân mình đã bị gạt sang một bên và bị phớt lờ bởi chính những tổ chức được cho là sẽ bảo vệ ông ta. Một lần nữa sau đây là những thông tin thương mại của đài truyền hình SET. Diễm Linh sẽ trở lại ngay với tin văn nghệ và đời sống.